Xin chào bà con. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem về cái sầu riêng ri 6 này. Cái này mình quay chủ yếu là đang thu hoạch và hướng dẫn cho một số anh em và bà con á có dùng xe mà chuyên chở cái sầu riêng ri 6 này á trong đang mùa thu hoạch ở Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta. Thì với cái sầu riêng ri 6 này á mà để cho bà con dân và anh em á xếp ở trên một chiếc xe bán tải để chở đi á thì nó rất là khó. Nên mình quay mình chia sẻ về cách xếp 500kg sầu riêng ri 6 trên chiếc bán tải có nắp thùng pickup, có nắp thùng nha. Còn đối với không nắp thùng thì bà con xếp thoải mái rồi. Còn đây có nắp thùng mà xếp được 500kg á, nói chung là đòi hỏi anh em các bạn á phải xếp cho nó khít và nó chuẩn đi, tránh tình trạng nó dòng và nó bị dập gai. Đó là một số cái yêu cầu cơ bản thôi. Thì cái này mình quay cái vườn thu hoạch sầu riêng với bà con nông dân mà đang cắt và thu hoạch và tiến hành xếp. Cái việc mà xếp khó khăn nhất vẫn là cái phần mà gần bụng, nó phần hay vướng nhất là cái chỗ cái bụng xe đó. Còn sau này ra thì cái nắp đã bật lên được rồi, nhưng mà chắc sao mà để cho được 500kg này, nói chung là đòi hỏi anh em phải là chuyên nghiệp một xíu, xếp theo tầng để chúng ta di chuyển nó không bị chập gai. Cái thứ hai nữa là anh em bà con nào mà kỹ á, khi xếp sầu riêng này đặc dù là có cái miếng lót sàn lót thùng rồi đó, mình nhựa rồi nhưng muốn kỹ thì ta lót thêm cách tông nữa để tránh tình trạng nó dập gai, nó dập vào cái thùng chúng ta nó có những cái lỗ sầu riêng thì nhìn cái xe chúng ta nó sẽ không đẹp mắt. Thì đó là cái việc cơ bản thôi. Còn cái chính bây giờ là clip chúng ta là mình quay rất là chi tiết về công tác xếp sầu riêng 500kg sầu riêng này nha. Thì các bạn cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay nhiều video hay cho bà con xem về cái mùa thu hoạch sầu riêng ở bà con nông dân ở Đắk Lắk chúng ta và một số cái trồng khác. Cái này mình thử xếp thôi 500kg nha các bạn. Trong sầu riêng đi xấu nó sẽ dễ xếp hơn so với đô na, vì trái đô na chúng ta nó to, nó tình càng méo hơn, mó hơn. Còn trái đi xấu chúng ta nó tròn, nó đều, đẹp hơn, nó dễ xếp. Nói chung là trái nó đều dao động từ 1,5kg đến 4kg trong một tùy trái. Còn đô na thì hàng chúng ta đôi lúc nó trái nó to lớn, có cái có quả là 10kg là khó. Này mình quay rất là chi tiết các bạn nha, quả nào to chúng ta xếp dưới, đã nhỏ chúng ta xếp vào kẽ và xếp dần dần lên trên, thì qua đó nên công tác nó xếp nó dễ. Cái thứ hai chúng ta vận chuyển, nếu mà một số bà con đi đường dài á hay đi đường ở trong á thì không thô hay dòng thì nó sẽ bị rơi quả xuống, nên qua đó chúng ta phải xếp nó khít nhau và tầng. Trong này xếp cái này nói chung đòi hỏi bà con phải có tính khít một cái. Thì một lần nữa các bạn cứ theo dõi video nha. Video này cũng hơi dài vì tới 500kg sầu riêng chúng ta chắc hơi lâu một xíu. Xin cảm ơn bà con ạ.